Việt Hoàng Những Nẻo Đường Gần Xa không buồn khi bị khán giả tô xít, cố gắng hết công lực để diễn không bị một màu. Dù là tích cực hay tiêu cực thì mọi người cũng đang theo dõi bộ phim, theo dõi vai diễn của mình. Ví dụ như gặp Vinh, gặp Yên, Đông hay là Bảo hay là Anh Hùng thì mình đều có những cái nét diễn khác nhau. Hoàng đi quay từ 6 giờ sáng đến khoảng 9-10 giờ tối thì mình về mình lại bắt đầu mình dở kịch bản. Xin chào khán giả, mình là diễn viên Việt Hoàng. Hôm nay mình rất vui khi mà được trò chuyện cùng khán giả và mong rằng sau cuộc trò chuyện này mọi người sẽ hiểu Việt Hoàng hơn và theo dõi chặng đường sắp tới của Việt Hoàng. Thật ra thì mình cũng đã đọc tất cả những cái comment ở trên mạng xã hội và mình cảm thấy khá là vui, bởi vì là dù là tích cực hay tiêu cực thì mọi người cũng đang theo dõi bộ phim, theo dõi vai diễn của mình và mọi người vẫn đang đi theo cái chặng hành trình cảm xúc mà mọi người đang muốn hướng tới. Và bản thân mình khi mà mình diễn vai Dũng thì mình cũng rất trân trọng cái cảm xúc của khán giả. Mình cũng đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực lẫn tiêu cực. Dù là tích cực hay tiêu cực, dù là ném đá hay là những lời yêu thương thì bản thân Hoàng vẫn luôn cảm thấy đấy là cái cảm xúc khán giả khi mà khán giả đặt mình vào làm một người xem và có cái cảm xúc riêng về cái vai diễn của mình và bộ phim. Thì mình cảm thấy khá là vui bởi vì là khán giả vẫn còn đang quan tâm mình. Thật ra ở thời gian đầu khi mà mình nhận 10 tập đầu của kịch bản ấy thì giống như mọi người xem trên phim thì cái vai diễn này cá nhân mình đánh giá là khá là giống vai Thạch trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, tức là đều có những cái nét ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của tuổi trẻ chưa va vấp cuộc đời. Nhưng sau đó cái chặng hành trình tâm lý của Dũng thay đổi dần dần và dần dần trở nên một con người đáng ghét như mọi người nói, thì bản thân mình cũng cảm thấy khá là vui, bởi vì đây là một cái bước ngoặt cho cái diễn xuất của mình. Mình có thể thể hiện được cái nhiều cái màu sắc hơn, đặc biệt là trong vai Dũng thì như mọi người có thể thấy là khi gặp mỗi nhân vật, ví dụ như gặp Vinh, gặp Yên, Đông hay là Bảo hay là Anh Hùng thì mình đều có những cái nét diễn khác nhau, không bị đóng đinh bởi một cái tính cách nhân vật nào cả. Nên đây là một cái vai diễn mà mình cảm thấy là khá là màu mỡ cho cái việc diễn xuất của mình. Thật ra đối với một dự án nào cũng thế thôi, Hoàng đều dành 200% sức lực của mình để có thể làm nó một cách tốt nhất. Bởi vì là khi mà mình nhận kịch bản, và điều thứ hai đây là cái vai chính đầu tiên của mình, thế nên là mình luôn phải dành toàn bộ công sức của mình đầu tư cho vai diễn. Bởi vì bản thân Hoàng nghĩ là khi mình có sự chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn thì khán giả sẽ cảm nhận được từ bên trong chứ không phải là từ bên ngoài nữa. Và chia sẻ với khán giả là có nhiều hôm mà Hoàng đi quay từ 6 giờ sáng đến khoảng 9-10 giờ tối thì mình về mình lại bắt đầu mình dở kịch bản để mình xem lại những cái tâm lý của mình. Và mình cũng suy nghĩ rằng hôm nay mình làm gì không tốt hoặc là mình làm gì tốt thì mình sẽ cân nhắc về điều đó để có thể làm tốt hơn ở những phân đoạn sau. Thật ra thì mình nghĩ là đối với bản thân mỗi người diễn viên thì mình nghĩ rằng gần như là hoàn toàn 100% là mọi diễn viên sẽ đều không ưng những cái phân đoạn vừa rồi mình làm đâu. Và nếu đối với những người cầu thị như Hoàng thì Hoàng luôn muốn rằng nếu có cơ hội thì Hoàng sẽ được làm lại và sẽ làm nó tốt hơn. Bởi vì là khi mà mình diễn ấy, thì mình không thể nào mình control, mình điều khiển được mọi cái hoạt động, mọi cái biểu cảm của mình. Nhưng sau khi mà mình xem phim thì mình mới rút ra được là đoạn này không tốt này thì mình nên rút kinh nghiệm. Thì đối với lời của Trà, mình là một người diễn kỹ thì bản thân mình nghĩ rằng cái việc diễn kỹ nó là nên. Tuy nhiên rằng mình thì mình không nghĩ như thế, bởi vì là bản thân mình thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Khi mà mình xem những tập phim lên thì bản thân mình vẫn còn muốn là làm được tốt hơn nữa.